Với xe đào tạo Forex, xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là những giá trị mà bản thân tôi là Trần Quốc Minh chia sẻ để cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá. Lệnh này đây tôi vừa vào trên thị trường, đây là gì nhỉ? Lệnh tôi đánh nhẹ tôi vào là 0.4 trên thị trường, nhưng tôi mới điều tiết. Tôi cắt đi một nửa khối lượng, chỉ để lại là 0.2. Và lệnh đây là 0.2, nãy là tôi cắt lệnh ở trên thị trường đây. Nhà đầu tư thể thấy rõ. Và đây là một cái tài khoản tôi nạp vào trên thị trường vào ngày 17 đây tháng 10. Và nhà đầu tư có thể thấy rõ về điều này. Tôi sẽ tua đây để cho nhà đầu tư thấy rõ. Ngày 17 tây tháng 10 thì tôi nạp vào đây là 236 đô. Và tôi giao dịch cho đến nay thì tổng profit ở trên thị trường thì lệnh này đã, tài khoản này đang, tất cả những lệnh đã cắt ở trên thị trường là 172 đô. Và là nhà lợi nhuận trên thị trường tiếp tục đang lời là gì nhỉ, 31 đô. Và gì nhỉ, các cái kỹ thuật giao dịch ở trên thị trường, nhà đầu tư phải nhớ rằng cái người thầy là cái người phải đứng ra chia sẻ thì phải chứng minh được những giá trị thực tiễn vào trong thị trường giao dịch Forex này. Bản thân chúng ta khi giao dịch mà chúng ta không thấy rõ được những giá trị mà vận dụng kiến thức vào trong thực tế thì đó là điều hết sức nguy hiểm. Mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải nhìn nhận và đánh giá được những cái kỹ năng, những cái kiến thức và gì nhỉ, những sự chia sẻ trên thị trường từ cái người thầy. Họ phải chứng minh cho chúng ta thấy rõ bằng chính những giá trị mà gì nhỉ, họ phải minh chính chứng bằng thực tiễn, bằng tài khoản. Họ phải minh chứng giá trị bằng chính những giao dịch của bản thân họ xuyên suốt trong thời gian dài để nhà đầu tư nhìn thấy. Và gì nhỉ, rất là nhiều nhà đầu tư bị những kẻ không có năng lực ở trên thị trường chia sẻ và dẫn dụ trên thị trường và đã hại nhà đầu tư tổn thất rất là lớn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Đây là những điều tôi chia sẻ và tôi mong muốn rằng nhà đầu tư cần phải nhìn nhận và hiểu rõ khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Và nhà đầu tư trước khi quyết định tham gia bất kỳ một khóa học nào thì hãy nhìn nhận lại các vấn đề là gì, phải yêu cầu người ta chứng minh về giao dịch, chứng minh về tài khoản và gì nhỉ, các bạn phải nhìn nhận về những giá trị mà họ đưa ra, phải có cơ sở để chúng ta đánh giá, chứ không phải chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này chúng ta chỉ thấy họ chia sẻ về những cái bánh vẽ lợi nhuận trên thị trường mà bản thân chúng ta còn không đánh giá được xem gì nhỉ, những cái giá trị mà chia sẻ đó có thực tế hay là không. Thì đây mới là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý khi tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ để cho cộng đồng cùng nhìn nhận, tôi chia sẻ để cho các bạn cùng thấy rõ được thế nào là những cái kết quả trên thị trường. Mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này đều cần phải có cả một lộ trình để chúng ta đánh giá, chứ không thể nào nhà chúng ta chỉ nhìn vào những cái sự vẽ vời trên thị trường và gì nhỉ, hết sức thiếu thực tế trên thị trường giao dịch Forex này. Đây là những gì mà tôi mong muốn rằng nhà đầu tư có thể nhìn thấy được khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, và nhà đầu tư phải hiểu được khi nhà tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex này. Chứ đó, thì tôi luôn luôn cho các bạn thấy rõ về những giá trị, về phương pháp ở trên thị trường bằng thực tế. Và nhà đầu tư có thể thấy rõ đây những cái giá trị mà tôi vận dụng bằng đỉnh đáy trên thị trường. Và tôi điều tiết những cái khối lượng này làm sao để cho phù hợp với những giá trị và phù hợp với những cả những giá trị mục đích để trên thị trường để nhà đầu tư có thể thấy rõ. Và những giá trị tài khoản trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình mà tôi chia sẻ, của cả một quá trình mà tôi gửi đến nhà đầu tư, thì không phải là nhà khơi khơi mà bản thân tôi có được như ngày hôm nay để gửi đến cho các bạn, để các bạn có thể nhìn thấy được những giá trị này trên thị trường. Thì khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn cần phải gì nhỉ, có thời gian theo dõi, có thời gian nhìn nhận và có thời gian đánh giá về những giá trị thực tiễn này. Chứ không phải khi mà chúng ta tham gia vào, chúng ta chỉ thấy được một thứ gì nhỉ, về lợi nhuận mà chúng ta không có chịu xác nhận về các giá trị khác ở trên cái thị trường giao dịch Forex. Thì đấy là điều mà hết sức sai lầm nhé. Thì tôi mong muốn rằng những gì mà tôi chia sẻ và những gì mà tôi đang truyền tải đến nhà đầu tư, nhà đầu tư hãy đi chậm lại để mà nhìn nhận, để mà đánh giá, để mà hiểu được gì nhỉ, tại sao mà gì có rất nhiều những nhà đầu tư đã tử nạn trên thị trường này và gì nhỉ, ai cũng nói rằng bản thân họ thành công rồi, top thế giới rồi, á quân thế giới rồi, gì nhỉ, học của người Do Thái, hoặc là chưa học xong tiền đã về, hoặc là nhỉ, đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc là học xong có thể kiếm được ra tiền ngay. Thì nhà đầu tư nên nhớ kỹ rằng gì nhỉ, chẳng có cái gì đơn giản, chẳng có cái gì dễ, và nhà đầu tư chỉ có một thứ đó là nhỉ, đơn giản là đơn giản mất tiền, và dễ là dễ tan ra bại sản mà thôi. Thì đó là nhỉ, những gì mà khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, các bạn cần phải nhìn nhận, đánh giá và hiểu rõ. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất chia sẻ về những giá trị thực tiễn trên thị trường bằng chính những tài khoản của bản thân mình và gì nhỉ, để gửi để cho đến nhà đầu tư. Và tôi xin chào mọi người và chúc mọi người giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này. Đó, tôi xin được chia sẻ mọi người và chúc các bạn giao dịch thành công nhé.
Đó. và những nhà đầu tư cho đến nhà đầu tư. Và tôi xin chào mọi người và chúc mọi người giao dịch thành công ở trên thị trường forex này. Đã. Tôi xin